sướng ca vô loại nên hiểu như thế nào cho đúng. Thưa quý thính giả, nhà Hạ bên Trung Hoa bắt đầu vào khoảng hơn 2.000 năm trước công nguyên. Sinh hoạt trình diễn ca nhạc và múa hát bắt đầu có từ thời này, do sở thích của các ông vua. Tiệc tùng mãi cũng chán, ôm gái mãi cũng nhàm, giết người mãi cũng mệt, vua cần những thứ khác để giải trí. Nịnh thần có nhiệm vụ phải tìm giúp vua các trò tiêu khiển mới. Đầu tiên là hề. Hề gồm có hai loại, hề ngoại hình bôi mặt vẽ mày, nhảy múa loi choi cho vua vui. Hề loại hai cao cấp hơn là tấu hài, hoặc một người nói chuyện hoặc hai người đối đáp, miễn làm cho vua cười là thành công. Loại hề này ngoài cái duyên còn cần phải thông minh, khôn khéo và biết chừng mực, bởi nếu vua nổi giận là mất đầu ngay lập tức. Trên thực tế, những người làm hề cho vua phần lớn chỉ su nịnh để lấy lòng vua, và chính vua cũng rất thích, bởi bản năng tự nhiên hầu như ai cũng thích được nịnh. Sau hề rồi đến ca múa, cả trai lẫn gái, nhưng đại đa số là gái, gọi là nữ nhạc. Có ca múa rồi thì lại phải có đàn sáo, nói chung là ban nhạc để phụ đệm. Tiến xa hơn lại có thêm những người làm ảo thuật, đi kheo, đi dây, nói chung là làm bất cứ trò gì lạ mắt để cho vua giải trí, bởi vua quá dư thì giờ. Tất cả những thành phần trình diễn ấy, ngày nay chúng ta gọi là nghệ nhân, nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công, vân vân. Nhưng Trung Hoa thời trước có nhiều tên gọi, mà riêng Việt Nam thì cha ông chúng ta gọi chung là con hát. Con đây không phải chỉ là phụ nữ, mà cả nam lẫn nữ, giống như người đánh bạc thì người ta gọi là con bạc. Sử Việt Nam ghi rằng khi nhà Trần đánh đuổi được quân Nguyên, trong số tù binh nhà Trần bắt được thì có một con hát tên là Lý Nguyên Cát. Lý Nguyên Cát là một thằng lính nhưng giỏi về hát bội, nên sử sách nước ta gọi là con hát. Lý Nguyên Cát ở lại nước ta thay đổi trang phục, bày trò diễn tuồng hát sướng ai cũng thích. Từ đó nước ta bắt đầu có hát bội. Vậy xin nhắc lại, trong bài này tôi sẽ nói đến hai chữ con hát để chỉ chung những người làm nghệ thuật trình diễn thời xưa. Trở lại chuyện bên Tàu. Như trên tôi vừa kể, con hát nói chung đã có mặt từ hơn 2.000 năm trước công nguyên, khởi đầu từ trong cung đình để phục vụ vua chúa, về sau lan ra ngoài dân gian, bắt chước vua chúa, bọn nhà giàu và quyền thế đua nhau thành lập những đoàn ca múa riêng, thường gọi là gia kỹ. Xin nói rõ điều này, sở dĩ nhà giàu bên Tàu thời xưa có thể thành lập được đoàn hát tư gia gọi là gia kỹ là vì nước Tàu có chế độ buôn bán nô lệ. Dân chúng đa số là rất nghèo, thường phải bán con cho nhà giàu. Hóa thực liệt truyện viết, vùng Trung Sơn đất xấu người đông, nhà nghèo thường phải bán con cho những đoàn hát. Sách Thanh Lâu Tập của Hà Đình Chi cũng viết, dân ở Tô Châu, Ngô Trung vì nghèo nên phần đông phải bán con cái đi xa, không bao giờ gặp lại. Mà dù có gặp lại cũng không đủ tiền để chuộc con về. Con trai xinh xắn thì hát sướng, xấu thì làm nô dịch. Con gái đẹp thì hoặc ca múa hoặc làm tỳ thiếp, xấu nữa thì làm tỳ nữ. Có người vì thiếu tiền thuế hoặc thiếu tiền quan đều phải tự bán thân mình hoặc bán con. Thậm chí những người vì nợ nần bị tịch thu mất ruộng không còn gì để sống, phải tự ý hoặc múa hát hoặc xin vào làm nô tỳ cho nhà giàu. Một vài thí dụ trong sách thường nhắc tới, chẳng hạn như Nguyễn Duyên Phu trong nhà có vài chục gia kỹ, Nguyễn Ưng thời Bắc Ngụy trong nhà nuôi 500 ca nhi, Nguyên Thẩm có 300 ca nhi, Tiêu Nguyên thời Tề vợ bé và ca nhi, tổng số hơn 1.000. Nhưng tất cả những đại gia này đều không thấm gì so với chủ nô thời cổ là Khả Chính. Ông này sở hữu hàng vạn nô lệ. Sách Chu Tử Tập Thành kể, Khải thường ăn uống ngoài đồng, chìm đắm vào rượu, cả vạn ca nhi múa hát dìu dặt. Khải uống rượu trợ hứng, rồi dâm bôn với hàng loạt ca nhi, chơi bời quá độ đến liệt dương, sách Tàu gọi là mất sự che chở của thiên thần. Dân Tàu ngày xưa đa số rất nghèo,
nên nhà giàu muốn mua bao nhiêu con gái cũng được. Tại sao dân Tàu ngày xưa lại quá nghèo? Vì vua bóc lột, quan bóc lột, lại thêm cường hào ác bá từng địa phương. Huống chi ngày xưa xã hội đâu có nghề cho người ta làm, chỉ chủ yếu là làm nghề nông. Cho nên khi bị tịch thu mất ruộng thì tất nhiên là phải chết đói. Việt Nam chúng ta cũng có những người nghèo vì nợ nần phải bán con, như trong chuyện tắt đèn của Ngô Tất Tố. Nhưng Việt Nam không có chế độ buôn bán nô lệ, cho nên bán con cho nhà giàu để làm người ở, chứ không phải để làm nô lệ. Làm nô lệ có nghĩa là chủ nhân muốn giết lúc nào thì giết, pháp luật không can thiệp. Vương Khải đời Tấn mua một lũ con gái nhà nghèo về lập ban gia kỹ. Một đêm Vương Khải tổ chức tiệc kêu một cô gái đẹp ra thổi sáo. Cô thổi sai vài nốt, Vương Khải đánh chết tươi ngay tại bàn tiệc trước mặt khách. Rồi tất cả vẫn thản nhiên ăn uống nói cười và kêu cô khác ra biểu diễn tiếp. Năm 1950, tờ Trung Quốc Khảo Cổ Học báo công bố mới đào được một ngôi mộ của một người nhà giàu. Có 24 bộ xương phụ nữ chôn chung quanh cùng với nhạc cụ là đàn sáo. Tức là khi ông nhà giàu này chết, ông yêu cầu chôn sống 24 cô trong ban nhạc của ông để sang bên kia thế giới hòa tấu cho ông nghe. Vua chết chôn theo cung nữ là chuyện thường, nhưng người thường mà cũng chôn sống ca nhi là tại sao? Vì ca nhi là nô lệ, chủ nô muốn làm gì thì làm. Cuốn Bắc Sử kể, đại phú gia Cao Thông có hơn 10 ca nhi nuôi trong nhà. Đến khi Cao Thông bệnh, đoán mình sắp chết, sợ đám con gái ca nhi của mình bỏ theo người khác, nên ra lệnh đốt hết các ngón tay của các cô để các cô không thổi sáo đánh đàn được nữa, đồng thời bắt các cô nuốt than hồng để hư cuống họng không hát được nữa. Rồi Cao Thông lại bắt tất cả các cô phải vào chùa làm ni cô, không để cho người khác sử dụng. Thưa quý thính giả, chính vì thực trạng ấy, Trung Hoa mới có câu gọi là sướng ca vô loại. Đúng ra là sướng ca vô loại, nghĩa là con hát không được xếp vào loại người nào trong xã hội, coi như họ không có mặt, không hiện diện trên cõi đời này, bởi họ là nô lệ. Hôm nay đang hát ở nhà này, mai có thể bị bán cho nhà khác. Hôm nay đang trình diễn, ngày mai có thể bị giết hoặc chôn sống theo chủ nhân. Câu sướng ca vô loại khi sang Việt Nam bị hiểu sai. Nhiều người tưởng rằng nó nói về lối sống, về tư cách hay đạo đức của nghệ sĩ. Kỳ thực là nói về bản chất, về nguồn gốc, về xuất xứ. Nói chung là về thân phận của người làm nghề sướng ca thời xưa. Con hát, tức là những nghệ nhân, nghệ sĩ thời xưa thường có mấy nguồn gốc sau đây. Thứ nhất là con nhà nghèo do cha mẹ bán cho nhà giàu để làm con hát, như tôi đã nói ở trên. Thứ hai là vợ con của tội nhân. Thí dụ một ông đang làm quan, bị triều đình kết tội, tất cả vợ con thê thiếp đều bị bắt, làm nô tì hoặc vào đoàn hát. Thứ ba, vợ con hay thê thiếp của kẻ bại trận. Thí dụ nước này đánh nhau với nước kia, bên nào thắng thì tịch thu luôn thê thiếp và con cái đem về cho vào đoàn hát hoặc làm nô lệ. Nhìn như thế chúng ta có thể thấy ngay con hát đúng là vô loại bởi bị xếp vào hàng ngũ tội phạm hay tù binh. Họ là nô lệ cho nên mạng sống của họ hoàn toàn tùy thuộc vào chủ nô. Trong lịch sử cũng có những trường hợp ngoại lệ, ca nhi nhờ tài múa hát mà lên tột đỉnh. Chẳng hạn Vệ Tử Phu nhờ hát hay mà thành hoàng hậu của Hán Vũ Đế, hoặc chị em Triệu Phi Yến, Triệu Hợp Đức nhờ ca múa mà trở thành hoàng hậu và chiêu nghi của Hán Thành Đế. Nhưng con số may mắn ấy không bao nhiêu, đại đa số ca nhi đều sống tiếp tội nhục và chết trong nghèo khổ hoặc bị giết oan. Đáng nói hơn nữa là ngày xưa xã hội Trung Hoa phân chia giai cấp rất rõ rệt. Giai cấp cao luôn luôn cố tình đè nén không cho giai cấp dưới vươn lên, cho nên có những quy luật rất khắt khe để con hát ngày xưa không thể thoát ra khỏi cái vòng sướng ca vô loại của mình được. Chẳng hạn cấm đi học, cấm đi thi, cấm lấy vợ lấy chồng ngoài giới cầm ca, thậm chí có thời ca nhi phải mặc một loại trang phục riêng để khi ra đường người ta nhận ra ngay là con hát mà đừng đến gần làm quen, bởi ca nhi nhiều cô rất đẹp. Đời Minh, đời Thanh đều có sắc lệnh nghiêm cấm
không được lấy nghệ sĩ. Người thường mà lấy ca sĩ thì bị đánh 100 gậy, quan lại mà lấy ca sĩ thì bị đánh 60 gậy và cách chức đuổi về làm dân. Tại sao lại có những luật lệ gay gắt như thế? Theo tôi là vì ba lý do. Thứ nhất là để kìm hãm ca nhi không cho thoát ra khỏi cái giai cấp nô lệ của mình, như tôi đã nói ở trên. Thứ hai là vì quan quyền thường hay mê đào hát, nhất là khi đào hát trang điểm lộng lẫy, trang phục lôi cuốn, diễn tả trên sân khấu rất dễ làm mê hoặc lòng người. Quan quyền mê đào hát thì sẽ bỏ bê công việc gia đình cũng như việc triều đình, nên vua phải ra lệnh cấm triệt để không được lấy đào hát. Thứ ba là nước Tàu ngày xưa mọi phong tục tập quán, lễ giáo và thậm chí pháp luật đều do đàn ông đặt ra để phục vụ đàn ông. Nhất nam viết nữ, thập nữ viết vô, làm trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng. Những giáo huấn bất công ấy tại sao tồn tại được? Là bởi vì đàn bà hoàn toàn lệ thuộc đàn ông về kinh tế, làm gì có nghề nào cho đàn bà làm. Như tôi đã nói ở trên, buông đàn ông ra là chết đói ngay. Bởi vậy đàn bà phải cay đắng chấp nhận sự thiệt thòi giống như ở một số nước Trung Đông bây giờ. Bọn nhà giàu muốn duy trì chế độ con hát vừa để phục vụ nhu cầu giải trí, vừa để phục vụ nhu cầu tình dục của họ. Bởi ca nhi thật ra chỉ là một hình thức nô lệ tình dục mà thôi. Vì vậy bọn nhà giàu triệt để ủng hộ những luật lệ khắt khe đối với ca nhi. Không những thế, bọn này còn thông đồng với quan quyền địa phương bóc lột và áp bức để dân chúng càng nghèo, vì càng nghèo càng phải bán con cái cho họ. Cuối đời nhà Nguyên, Chu Nguyên Chương vốn xuất thân là du đãng, có thời vào chùa để kiếm sống nhưng không thành công, phải đi ăn xin. Về sau dòng đời đưa đẩy, ông lập ra nhà Minh lên ngôi hoàng đế, tức là Minh Thái Tổ. Ông này bản tính hiếu sát, giết người không gớm tay. Vậy mà ông lên ngôi, Chu Nguyên Chương lại quên ngay cái quá khứ vô lại của mình và ra lệnh. Những kẻ hèn kém như nô lệ, binh lính, con hát, tội phạm, nếu thay tên đổi họ để đi thi, nếu truy ra thì lấy hết lại bằng cấp và phải đi đày. Đời Đường có một ca nhi trẻ đẹp tên là Hồng Nhi. Một hôm, có ông thi sĩ tên là La Cù, dù bạn là Lý Hiếu Cung đến nghe Hồng Nhi hát. Hồng Nhi hát xong, La Cù tặng nàn một sấp vải gấm để tỏ lòng. Nhưng Lý Hiếu Cung ngăn lại, không cho Hồng Nhi nhận, vì đã có người bạn của Lý Hiếu Cung đã để ý đến Hồng Nhi rồi. Thi sĩ La Cù phất tay áo đứng dậy, rút dao đâm Hồng Nhi chết tươi ngay tại quán. Giết người xong, La Cù bình thản ngồi sáng tác một sấp bài thơ đề tặng, tựa đề là Tỷ Hồng Nhi, để ca ngợi tài sắc của nàng. Sách Trung Quốc, Cổ Đại Vũ Đạo, Gia Đích Cố Sự kể chuyện này rồi kết luận: mạng sống của ca nhi thời trước nhỏ nhoi như con kiến, ai muốn giết thì giết, thật đúng là sướng ca vô loại. Ý niệm sướng ca vô loại của Tàu khi lan sang một số nước láng giềng như Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam thì ảnh hưởng nặng nề nhất là Triều Tiên rồi đến Nhật Bản, bởi hai nước này vốn nặng về giai cấp, nhưng chỉ khác là không được giết ca nhi như bên Tàu. Riêng Việt Nam thì chịu ảnh hưởng rất là nhẹ bởi không có chế độ buôn bán nô lệ, và cũng có thể vì những lý do sau đây. Nước ta không có chế độ buôn bán nô lệ. Tôi cứ lặp đi lặp lại mãi để quý vị nhớ cái sự khác biệt giữa nước Tàu ngày xưa và nước Việt Nam của chúng ta ngày xưa là không có chế độ buôn bán nô lệ như bên Tàu. Vì có chế độ buôn bán nô lệ bên Tàu cho nên đã khuyến khích bọn quan lại cường hào ác bá dùng đủ mọi mánh khóe để làm giàu, để thu tóm ruộng đất, đẩy người dân vào cảnh trắng tay mà phải bán mình làm nô lệ. Thứ hai là nhìn chung suốt dòng lịch sử vua chúa nước ta thì không độc ác như vua Tàu. Rất nhiều ông vua Tàu có máu hiếu sát, giết người như một cái thú tiêu khiển. Họ là những tấm gương cho các chủ nô bắt chước, coi việc giết nô tỳ, giết gia kỹ để biểu lộ quyền lực. Nước ta may mắn không có bạo chúa như bên Tàu. Thứ ba, một nguyên nhân có thể là sâu xa hơn nữa mà tôi cho là đã góp phần ngăn chặn ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, giúp cha ông ta không bắt chước Trung Hoa một cách mù quáng, đó là yếu tố Phật giáo. Phật giáo đến nước ta từ thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, được dân ta đón nhận nồng nhiệt ngay, vì đó là đạo giải thoát, đạo từ bi,
trong khi Nho giáo bị coi là đạo của kẻ thống trị, đạo của kẻ xâm lăng. Ảnh hưởng Phật giáo rõ nệt dệt nhất là các vua nhà Lý. Các ngài đã áp dụng giáo lý từ bi vào việc trị quốc, thương dân, giảm nhẹ hình phạt, miễn thuế nhiều lần. Nếu có một triều đại đáng ca ngợi nhất về tầm ảnh hưởng của Phật giáo thì phải nói đến các vua nhà Lý. Cái văn hóa giết người của Trung Hoa khi chuyển sang Việt Nam bị ngăn chặn lại nhờ đạo từ bi của Phật giáo lan tỏa bàng bạc trong đời sống dân gian. Thưa quý thính giả, qua bài viết ngắn trên đây, chắc quý thính giả cũng thấy sướng ca vô loại thật ra là tiếng than bi phẫn của giới cầm ca thời phong kiến bên Trung Hoa. Gọi họ vô loại là đúng, bởi quả thực họ là sản phẩm của chế độ nô lệ. Mãi đến khi luồng gió Tây Phương thổi vào Trung Hoa, người dân mới nhận ra những nét lạc hậu của mình. Giáo sư Trần Độc Tú, khoa trưởng Đại học Khoa văn Bắc Kinh, và ông cũng là tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Hoa, ông có cái nhìn rất cấp tiến, đã phát biểu: Trung Quốc ta coi diễn viên là nghề nghiệp hèn hạ, không bằng người thường. Các nước Tây Phương thì ngược lại, coi nghệ sĩ ngang hàng với những văn nhân học sĩ. Đối với tôi, nghệ sĩ chính là những bậc thầy của mọi người trong thiên hạ. Là nhà cách mạng, ông có cái nhìn sâu sắc về chính trị, cho nên ông muốn nhấn mạnh về tác dụng của ca nhạc và nhất là kịch, có thể dùng kịch để vận động quần chúng một cách hữu hiệu. Trần Độc Tú mới chủ trương đưa văn nghệ vào công tác chính trị vận động quần chúng. Trong bài Luận Hí Khúc, ông đề cao vai trò của các diễn viên và yêu cầu họ xóa bỏ hết cái mặc cảm tự ti mà bao lâu nay xã hội đã gieo rắc trong đầu họ. Ông cũng đề nghị sáng tác nhiều kịch bản có lợi cho phong hóa, bỏ hết những kịch bản về thần tiên quỷ quái hoặc cổ võ hành vi xâm dục. Cuối cùng, ông nhấn mạnh phải xóa hết những quan niệm cổ hủ về công danh phú quý của Trung Hoa. Dĩ nhiên, đó là cái nhìn của ông, bởi ông đi theo cách mạng vô sản, căm thù bọn nhà giàu bất chính thống trị hàng ngàn năm ở Trung Hoa. Có thể nói, ông là người đầu tiên đề cao vai trò của nghệ sĩ, xóa hết cái thành kiến sướng ca vô loại đã lưu truyền mấy ngàn năm trên đất Trung Hoa. Trân trọng kính chào quý thính giả.